I have sent all my ninjas to stop it. But sentries have darkened his mind. And none have returned. With forbidden magic, he twists all animals into mindless minions. And from his castles of old, he now rules supreme. Soon his army will be complete. Soon the last animals will be caught. He has waited centuries for this. But he has missed the smallest, most important detail. Hiro, you are still free. Fight him. I ask a lot from you, but find your friends, the ninjas sent before you. Rise to be the strongest and restore balance. Chào mọi người, chào mọi người đã tới với cả PC Gaming. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nhận được game đó là Mini Ninjas miễn phí do Square Enix phát chúng ta. Được chưa nào? Thì đây là một tựa game có thể nói là khá là dễ thương, cũng như là lối chơi và cái sự đặc sắc của nó thì cũng không hề bị kém cạnh so với cả những bậc tiền bối của hãng Square Enix như là Nier Automata hay là Hitman, đúng không nào? Bây giờ để nhận tựa game này thì các bạn hãy nhìn xuống phần mô tả bên dưới video. À đâu, đúng rồi, mình có để một cái link nha các bạn. Đây, đó chính là cái đường link này. Các bạn hãy vào cái đường link này, sau đó thì các bạn hãy làm những bước như sau. Đó là các bạn hãy ấn thẳng vào cái Add to Cart ở đây, thấy nào? Thì game này đang được bán với giá đó là 10 euro. Mình sẽ ấn Add to Cart, sau đó thì mình ấn thẳng vào checkout nhé. Rồi ở đây thì Square Enix sẽ bắt chúng ta phải đăng nhập vào thì nó mới cho chúng ta nhận cái tựa game này. Ở đây thì các bạn thích thì có thể đăng ký một cái tài khoản Square Enix mới như thế nào. Không thì các bạn có thể đăng nhập với Facebook, Steam. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nhận game này với việc đó là chúng ta đăng nhập vào Steam cho dễ nhá. Mình sẽ ấn vào Steam ở đây, cái biểu tượng của Steam này. Nó sẽ đẩy chúng ta đến đăng nhập Steam thôi, đúng không nào? Ở đây mình sẽ đăng nhập vào cái tài khoản Steam nhé. Trước thì mình đã có một video hướng dẫn đăng ký Steam rồi. Bây giờ thì nó đòi một cái code gửi vào email để có thể đăng nhập vào được Steam, thì mình sẽ vào email nhé các bạn. Đây, nó sẽ gửi một email chúng ta. Ở đây mình sẽ mở cái email này, một copy cái mã code này. Rồi sau đây mình dán ra, sau đó submit. Process to Steam. Được rồi. Sau đó thì nó sẽ đòi thêm chúng ta phải xác nhận một cái email nữa. Thì các bạn có cái email nào thì các bạn hãy điền ra đây nhé. Mình sẽ dùng cái email mình đang có luôn. Rồi Enter. Được rồi. Ở đây nó bắt chúng ta điền một vài thông tin vớ vẩn. Thì ở đây ngày tháng năm sinh thì các bạn điền thế nào cũng được. Rồi. Không nhất thiết chính xác. Việt Nam này. Cái Sunom đấy nó là cái biệt danh của chúng ta, thì các bạn đặt thế nào cũng được nhá. Nhưng mà các bạn hãy nhớ là có 6 ký tự nhá, 6 ký tự trở lên nhá. Các bạn tích chọn vào đây nhá, tích chọn vào hai cái này đấy nhá, sau đó thì ấn vào NRA register. Cái này nó không phải tiếng Anh mà nó nhìn là tiếng gì ấy. Châu Âu, tiếng Pháp. Rồi, xong thì các bạn ấn vào cái chữ EC này. Maxi. Nhá, các bạn thấy cái chữ EC màu đỏ ấy, ấn vào nhá. Đang quá. Đợi một chút nhá các bạn. Rồi, ở đây thì nó sẽ hiện thẳng ra cái trang chúng ta có thể mua được cái game Mini Ninjas này với cả 9 euro, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta muốn nhận nó miễn phí cơ.
Vì vậy ở đây các bạn hãy ghi chữ đó là trong cái phần đó là submit đấy. Các bạn ghi chữ đó là ninjas. Chưa nào, sau đó ấn submit. Ở mini ninjas này phải ghi liền à. Submit. Đúng rồi, ghi liền nha các bạn. Mình sẽ làm lại cho các bạn thấy. Ấy trời ơi, rồi. Đây. Là nó ra cái trang này đúng không? Các bạn ghi chữ mini ninjas. Ghi liền nhau nhá các bạn. Đây này, thường thì nó sẽ là cách như thế này, các bạn ghi liền nhau nhá. Mini ninjas, sau đó ấn submit. Này, các bạn thấy nó về không đô, không euro đúng không nào? Thì các bạn ấn vào continue nhá. Ở đây nó sẽ bắt các bạn điền thêm vài thông tin vớ vẩn đấy, thì các bạn cứ điền sao cho bên này nó có cái dấu V được nào. Ô ấn bừa vào. Address ấn bừa vào. Zip code thì các bạn cũng ấn bừa vào. Đó, đi ấn bừa vào. Country chọn bừa vào. Thế nào? Nó xanh hết thế này được. Sau đó thì các bạn ấn continue. Rồi, nó đòi một continue nữa thì các bạn ấn vào tiếp tục continue on free. Nào. Để nó tiến hành giao dịch của chúng ta. Rồi. Hơi lâu một tí đúng không nào các bạn? Và congratulations. Được rồi, bây giờ công việc chúng ta đơn giản chỉ là chờ đợi email mà thôi. Mình sẽ đăng nhập vào cái email mà mình dùng để xác nhận cái tài khoản Square Enix vừa rồi. Thì đây, nó gửi về một cái email này các bạn. À không, cái này là cái đăng nhập tài khoản thôi. Xác nhận tài khoản các bạn có thể xóa đi cũng được. Chúng ta sẽ đợi một lúc để cho cái email order của chúng ta nó gửi về cơ. Các bạn cứ F5 refresh cái email nhá. Liên tục vào. Nó mất khoảng vài phút đấy các bạn ạ. Nó không gửi ngay đâu, không hiểu tại sao nữa. Cái này công việc có làm hơi chậm vậy. À đây này, nó gửi một cái bây giờ này các bạn. Ấn vào nó nhá. Đây này, order của chúng ta này. Tên người gửi, người nhận này, và đánh mạch. Rồi, khi nó gửi cái email này về rồi, các bạn ấn vào click to get access to your product. Thế nào, click vô. Không được rồi, tắt đi, click nhạ. Không được luôn, cũng phải đợi một lúc nữa nha các bạn. Cái này có lẽ phải đợi một khoảng tầm 1-2 phút để cho cái order chúng ta đã được tiến hành giao dịch. Cái này chỉ là email xác nhận thôi. Nào nó có một cái dòng đỏ đỏ bên cạnh chữ injection đấy, lúc đó chúng ta mới thành công. Cứ ta đi mật đại một lúc cũng được. Nằm cái bên này rồi. Không được luôn kìa. Đợi nhá các bạn. Trong quá trình chờ đợi thì các bạn có thể nó mất khoảng vài phút, các bạn có thể nghe nhạc các thứ gì đó cũng được. Bên cạnh cái injection đấy nó một cái bảng màu đỏ ấy, chúng ta ấn vào được ấy, lúc đó là nó mới hoàn thành. Còn bây giờ nó chả có gì cả. Đây này, các bạn thấy không? Nó có cái chữ unlock được active key ấy thì mới được nhá. Các bạn đợi một lúc nhá, ấn đợi một lúc nhá. Rồi thì chúng ta ấn vào nhá, unlock được active key. Rồi đây, nó cho chúng ta cái key, các bạn thấy không? Các bạn hãy copy cái key đó lại. Sau đây các bạn đăng nhập vào cái tài khoản Steam của các bạn nhá. Mình sẽ đăng nhập vào tài khoản Steam. Tài khoản Steam này thì cái nào cũng được nhá. Các bạn có nhiều tài khoản Steam, các bạn thích đăng nhập vào cái nào cũng được nhá. Không nhất thiết phải là cái mà chúng ta vừa dùng để đăng nhập vào cái Square Enix đâu. Bởi chúng ta có cây rồi mà. Nên đăng nhập vào cái nào cũng được, dán cây ra là có game thôi. Rồi, ở đây thì các bạn lại ấn vào Add a Game nhá. Trên giao diện của Steam này. Add a Game, Active a Product on Steam. Sau đây ấn Next, I Agree. Dán cái code vừa rồi thôi, đây này, cái code này này. Thấy không? Code chúng ta vừa lấy được rồi, từ Square Enix. Sau đó thì ấn Next. Đây, Steam đã nhận ra đó là game Mini Ninja, đúng không nào? Finish. Các bạn có thể download ngay cũng được, mình thì sẽ không download. Rồi, ở đây các bạn có thể thấy Mini Ninja đã về với cả library game, đúng không nào? Giờ thì các bạn có thể download và chiến bất cứ lúc nào cũng được. Mình thì mình không biết là cái thời gian limit của cái đợt khuyến mãi này là bao nhiêu, nhưng mà mình có nghĩ là có lẽ sẽ lâu dài đấy. Vì vậy các bạn hãy chia sẻ video này cho bạn bè các bạn để họ có thể nhận được tựa game này rồi cùng chơi với các bạn nhé. Tựa game rất là dễ thương của Square Enix Mini Ninja, thế nào? Bây giờ thì mình đã hoàn thành cái video hướng dẫn các bạn nhận game rồi. Chúc các bạn nhận game và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như like fanpage Facebook để cập nhật cái game mới nhất mà mình chia sẻ nhé. Tạm biệt các bạn.